Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ nghề chuyên về búa, đục, rúa các kiểu dùng cho tủ đồ nghề. Đây là một module hoàn chỉnh khi mà bạn bỏ cái này vào trong cái hộc tủ đồ nghề như thôi mình đây thì bỏ phát là nó đầy luôn, kín luôn một hộc tủ. Model của cái này là OMS 45. Chi tiết thì các bạn có thể vào trong website để các bạn coi thêm, nhưng mà mình sẽ giới thiệu tường tận từng cái một cái ở đây như thế nào. Thì bộ này nó chuyên dùng cho bên sửa chữa và bảo dưỡng ô tô cũng được, công nghiệp cũng được, thậm chí sửa chữa ở gia đình cũng được. Gia đình chắc ít ai dùng này. Mình sẽ đi chi tiết thêm vào từng món. Ở đây góc này trước đi. Góc này thì là rúa. Rúa ở đây sẽ bao gồm 1, 2, 3, 4 cây. Thì rúa mà khi mà họ bỏ vào trong cái bộ như thế này thì thường sẽ là loại là second cut. Second cut tức là loại trung, rúa thung. Trung tức là các cái lưỡi cắt ở đây này, lưỡi ở đây nó sẽ là nó cắt khí ở dạng trung. Bởi vì rúa thì mình sẽ có loại thô, trung và tinh. Thì cái mà bỏ vào bộ như này thường bao giờ họ cũng bỏ loại trung bình. Đó. Cây này là cái cây cạo vòng bi hay cạo khoét lỗ gì đó. Trong bảo dưỡng các bạn dùng cái này. Thì đây là một size thôi. Loại cắt ba khía cán nó bằng gỗ để bằng làm sạch cái lỗ. Dùng như thế nào thì mình không phải là người thợ nên mình không hướng dẫn các bạn dùng như thế nào được. Đó là cây này. Rồi rúa 4 cây. Rồi rúa tròn, rúa dẹt. Rúa này là rúa bán nguyệt hay rúa lòng mo, nhiều người gọi là rúa lòng mo vì nó khum khum giống như cái mo cau vậy. Thì gọi rúa lòng mo. Do cách gọi thôi nhưng mình gọi là rúa bán nguyệt. Thực ra đây nó không phải là bán nguyệt. Bán là một nửa, không phải một nửa mặt trăng. Rúa này rúa vuông. Bọc cái lớp cao su đây để cho nó bảo vệ nó thôi, trong quá trình di chuyển thôi. Đây là một cây thanh cẩy. Thanh cẩy giống giống như kiểu thanh xà beng, bởi một đầu là nhọn và một đầu này dẹt để cho mình cẩy nảy, thanh cẩy nảy gì đó. Đầu này đầu nó nhọn để cho mình xối. Rồi. Sản xuất tại Đức. Cái đấy là một cái thước kéo hay thước cuộn, loại bỏ túi 3m. À, như thế này, vỏ của nó chống sốc. Cái này để bạn đeo ngang hông giống như một tỷ các loại thước cuộn khác thôi. Khóa thì bấm xuống, kéo thì thu về. Nó phủ ở trên đây một lớp gọi là lớp màu vàng này, cái lớp polyamid. Thì cái loại thước này nó chỉ có một mặt khắc số thôi, khắc phải chia thôi, mặt sau nó là trơn. Rất là xịn. Rồi. Mình cũng không quan tâm quá cái này làm gì. Rồi sau này tiếp, đây là búa. Búa này là búa kỹ thuật. Trọng lượng của cái này chắc khoảng 200g, 300g gì đó. Đầu nó vuông, đầu này dẹt. Cán gỗ. Ở đây nó có một cái lớp chêm, cái miếng nem chêm ở đây vào đây để cho bảo đảm là cái đầu búa nó không bị tuột ra. Khóa ở đây này. Gãy được ở đâu đây chứ không bao giờ nó văng được cái đầu này. Nếu mà nó văng cái đầu này ra thì răng rớt xuống. Rồi. Đục, đây nó một xếp một làn đục là 2, 4, 6 cây. Đục này đục song song hay đục tròn. Cái đầu nó đầu tròn như thế này. Nó có thêm một cây ở đây là đục lấy tâm. Đầu nó nhọn hay đục nhọn. Dùng để mình lấy tâm hay lấy điểm làm dấu gì đó. Thép của Đức nên là rất là bền. Rất là xịn. Thân của đây là thân này là thân bát giác. Thân của nó là thân bát giác. 8 cạnh. Sản xuất tại Đức. Rồi. Cái này là cái đục bạt hay đục dẹt. Thân của cái này là thân hình oval. Mình cầm nó dễ. Cầm oval mình cầm nắm nó dễ, nó không có tuột được. Nó không có xoay được. Đây nữa là một cây đục. Cái đục này là cây đục vuông. Đục tam giác. Đục tam giác ở đây nó còn có thể đục hai cạnh, đục kiểu như thế này cũng được. Đục cho các cái miếng xét rỉ hay là đục văng cái thứ gì đó, là mà mũi hàn, mép hàn hay là cái đường hàn gì đó, mình đục cho nó văng cái đục nó ra, như là họ làm rất là dày. Thì thân này cũng là thân bát giác.
thì trong một vài tình huống mình có thể mua thêm một cái tay cầm để nó che, trong trường hợp là vì cái đầu của cái đục nó nhỏ nên là mình có búa nó dễ bị trượt của nó văng xuống tay. Đây là nhà xuất có trang bị, nếu bạn cần mà có thể mua thêm một cái miếng bảo vệ ở đây thì nó vừa khít ở đây để mình đục như thế này mình có say xỉn không tuột xuống này. Rồi cây này là cây sủi để sủi cái vết xét rỉ e đục. Cái này mình không dùng với búa được, nếu có dùng cái búa trợ lực chút xíu thì mình chỉ dùng cái búa cao su thôi chứ không dùng búa sắt được, bởi vì đây phần này là phần nhựa khác với lại các cái đục này mình dùng trực tiếp búa sắt được, nhưng cái đục này có thể nếu có dùng thì chẳng nữa chỉ là dùng búa cao su thôi hoặc là mình sủi bằng tay thế này thôi. Thì trong ngành sửa chữa ô tô là mình cạo mũ hoặc là keo gì đó thì mình sẽ dùng cái cây này hoặc dùng cái gì thứ khác nữa thì các bạn có thể sử dụng, nhưng không dùng chung với búa sắt. Ở đây là cái búa cao su thì nó chống sốc. Chán là bằng gỗ khá đẹp, khắc laser. Rồi búa này là búa chống nảy, đầu của nó bằng nhựa. Cây này cũng khá đặc biệt, gỗ là bằng kiểu hickory, tức là cái thân hickory nó giống nhau như này. Cầm ở đây, búa là búa chống nảy, bên trong đây bạn nghe lắc bạn nghe thấy bên trong nó có lớp cát vật liệu gì đó nằm ở trong đây để nó chống giảm chấn chống nảy. Và cái đầu này mình có thể thay được, sau một thời gian mình đập tới đập lui thì cái đầu này có thể nó sẽ bị nứt vì nó bằng nhựa mà nứt vào một lớp đó thì mình có thể thay cái đầu này được. Đó, bạn nghe thấy không, nó có lớp cát hay lớp vật liệu gì nằm bên trong đó để nó chống nảy, thì cái búa này nó khác như thế. Như vậy trên đây mình có ba loại búa khá phổ dụng trong bảo dưỡng là búa sắt, búa cao su và búa nhựa chống nảy. Đây là con dao. Dao này thì mua ở nhà sách cũng được. Dao này thì chắc là không cần phải nói gì nhiều. Dao này cắt gập giấy hay làm gì đó. Rồi. Như vậy tổng thể ở đây mình xem mình có bao nhiêu chi tiết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 chi tiết. Đây thì cái này nó sẽ được bỏ đầy vào trong một cái tủ. Thì bỏ như sau. Đây, kéo tủ ra. Chứ để thì mình để cái logo ra đầu ngoài. Rồi khi bỏ vào trong tủ, hộc tủ thì nó sẽ chọn một cái hộc tủ như thế này. Vị trí của cái hộc tủ thì mình các bạn thích đặt đâu cũng được, ngăn nào cũng được, tùy theo sở thích thôi. Nhưng mà bỏ sẽ gọn gàng như này, rất là chặt chẽ. Thì mình kéo ra thì kéo hết ra được. Thì mình lấy dụng cụ rất là dễ. Cái nãy nó nằm trong đây. Mình tống cái tay ở đây cái là mình lấy ra. Các bạn nghe. Bỏ vào cái hộc tủ như vậy. Thank you.